em có thấy con cá đâu. Chú Hai Tần tỏ mắt, chú Hai Tần nó thấy. Bước xuống dưới là té xuống sông nó kìa. Hồi lúc bác cái sông này còn chơi được. Bây giờ có cái sáu không chơi được. Chú Hai Toàn thử cho nó xuống sông ai. Cho cái màn ảnh xuống sông ai. Từ luôn. Không. Nè, đang quay. Đâu? Có nè. Chồng con nữa. Con này để em bắt. Vô kênh bỏ vô thùng giùm chú Hai nha. Bỏ vô thùng nặng giùm chú Hai đi. Ơi. Một con cá chết nữa rồi. Một con trong thùng cái con nó chết nữa rồi. Chú Hai Toàn ơi, tối ơi, mấy cá chú ẩn nhiều lắm. Mấy cá chú ẩn trong tối nhiều lắm. Không kém mới nhiều, bữa nay em bớt rồi. Xong ghét quá trời ghét. Ghét quá trời nhiều ghét. Dính chưa? Chú Hai Toàn lên trả chụp kem với em Pha nè. Trả nó không có dám vô. Cái lưới của ông nội kem. Có ông nội con. Để coi sáng mai nó có dính không. Có, em đang đặt kìa. Sao có mặt kia luôn hả? Chú Hai
Hai Toàn ơi, không dính cá rồi. Có cái bọc đó, có cái con cá gì kìa, bọc trắng đó kìa. Có con cá gì kìa, bắt đi. Cá gì lạ kìa, bắt đi. Để ngồi kênh qua dở lên. Không, cái bịch trắng, bịch bắn, bánh trắng đó kìa. Đó, có con cá gì đó, bắt đi. Xong cá nó quằn dữ. Để Ken làm này chứ. Chú Hai Toàn ơi, bắt con. Chắc nó hết mồi rồi, để bổ sung thêm thôi. Cái con cá nhỏ chín gì cá đâu kìa, chỗ cái bọc trắng đó kìa, có con leo lên kìa, nó tự leo á. Rồi cá thò lòi, cá thò lòi á. Ken ngồi xuống đi Ken, cá nó sợ đó. Cá đó nó nhảy đi được, giống như nó nhảy cái chân lên luôn, nhảy cái vách rồi mất tiêu. Sao bắt cá nó đi được dễ thương à. Bắt nó được đó, nó nhảy hay đó. Cái nồi, cái bát quái đó khó dính cá, đặt dưới sông nó khó dính, đặt dưới ruộng nó mới dễ dính. Kinh nó mạnh lên thôi. Có cái gì đâu. Có cái gì đâu. Có cái nít con cá.